nay nhờ bà con điềm chỉ nên anh nhìn kỹ coi phải em hôn. Có đôi mắt nhung thâm thắp trung trung mà nhiều chiến công ngang tầm dùng sĩ, giờ nhìn tan mắt em hiền như bông bưởi đang nở trong
máu chút xíu à. Ý đâu có được, má em đã đạt chết chuyện em.